chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một chủ đề vô cùng thú vị, đáo hạn thẻ tín dụng. Qua video này, bạn sẽ tìm hiểu được rất nhiều thông tin có ích với các nội dung như 1. Thẻ tín dụng và đáo hạn thẻ tín dụng là gì? 2. Lý do và rủi ro của việc đáo hạn thẻ tín dụng. 3. Quy trình và những lưu ý khi sử dụng dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng. Hãy cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu xem thẻ tín dụng là gì. Thẻ tín dụng là một công cụ tài chính phổ biến phát hành bởi các ngân hàng. Đây là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong hạn mức tín dụng được cấp. Cách hoạt động của nó khá đơn giản. Khách hàng sẽ được vay tiền trong hạn mức tín dụng này để chi tiêu trước. Sau đó, họ thanh toán lại cho ngân hàng toàn bộ khoản vay hoặc trả góp hàng tháng. Ngay bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang cần thanh toán nợ thẻ tín dụng. Tuy nhiên, túi tiền của bạn đang không cho phép điều đó. Đây chính là lúc dịch vụ đáo hạn có thể giúp bạn. Để bắt đầu, bạn cần liên hệ với một công ty cung cấp dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng. Khi đã liên lạc được với công ty, bạn sẽ thỏa thuận mức lãi suất với họ. Thông thường, lãi suất này chỉ rơi vào khoảng 0.5-2%. Tiếp theo, bạn sẽ nhận một khoản tiền từ công ty dịch vụ. Khoản tiền này giúp bạn trả nợ cho ngân hàng đúng hạn, tránh những lãi suất cao từ phía ngân hàng. Sau khi ngân hàng xác nhận đã cắt nợ, công ty sẽ rút tiền từ thẻ của bạn bằng máy POS. Khoản tiền này sẽ được thanh toán lại cho công ty dịch vụ. Sau đây là những điều khác mà bạn cần lưu ý. Đầu tiên, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã chọn một công ty uy tín để tránh rủi ro bị lừa đảo. Đừng quên đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện, cũng như các khoản phí và lãi suất liên quan. Nhớ rằng dù đáo hạn thẻ tín dụng có thể giúp bạn giải quyết tình hình tài chính khẩn cấp. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất do tính hợp pháp không đảm bảo. Hãy cố gắng quản lý tài chính cá nhân của mình một cách tốt nhất để tránh rơi vào tình trạng này. Nếu có điều thắc mắc, đừng ngần ngại hỏi bằng cách liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp những thắc mắc của bạn. Tất nhiên, không ai muốn rơi vào tình trạng phải sử dụng dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng. Nhưng nếu bạn thực sự cần đến nó, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ đáo hạn và rút tiền từ thẻ tín dụng. Chúng tôi cam kết có thể giúp bạn rút tới 100% hạn mức thẻ với chi phí thấp nhất hiện nay. Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình ngay nhé. Hy vọng sau video này, bạn đã có thêm kiến thức và cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng thẻ tín dụng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè và người thân. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.